Mới đây, vào ngày 4 tháng 12, công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã làm việc với một người đàn ông 38 tuổi để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của y. Tại trụ sở công an, đối tượng này thừa nhận do không có tiền tiêu xài nên đã lên mạng Internet tìm người có nhu cầu bán xe máy, giả vờ hỏi mua để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bắt giữ Trần Nhật Trường, 38 tuổi, ngụ tại địa phương để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường thừa nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nghĩ cách lừa đảo. Biết một chủ xe ở tỉnh bạc liêu cần bán xe máy chiều 2 tháng 12, Trường hẹn đến quán cà phê ở huyện Châu Thành, Bến Tre để mua bán. Tin lời chủ xe đã đi từ bạc liêu đến quán như đã hẹn. Khi gặp nhau, Trường yêu cầu chủ xe cho mình chạy thử xe. Trường chạy xe về cất giấu tại một nhà trọ để chiếm đoạt. Nhận được tin báo của bị hại, công an đã vào cuộc xác minh, điều tra. Hai ngày sau vụ việc, lực lượng công an bắt được Trường cùng chiếc xe máy tăng vật.